Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn video 5 con giáp nữ có số giàu sang, dễ lấy chồng đại gia. Theo Tử Vi, những con giáp nữ này sinh ra để trở thành quý bà giàu có. Đặc biệt khi đến tuổi kết hôn, họ dễ lấy được một người chồng giàu có. Thứ nhất là nữ tuổi Dậu. Nữ tuổi Dậu là người coi trọng vật chất. Khi tìm bạn đời, họ đưa ra tiêu chí rõ ràng, đó là phải đẹp trai và giàu có. Vì vậy, nếu đàn ông không giàu, họ sẽ không lấy làm chồng. Từ ngoại hình cho tới tính cách, nữ tuổi Dậu cố tình chiều theo sở thích của người giàu. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của nữ tuổi Dậu có lúc thăng trầm, phải trải qua nhiều mối tình mới tìm được người chồng giàu có. Sau khi kết hôn, tuổi Dậu được chồng cưng chiều hết mực, hưởng một cuộc sống giàu sang sung túc. Thứ hai, nữ tuổi Thân. Nữ tuổi Thân vốn thông minh và sâu sắc, họ quan sát tốt và có giác quan thứ 6 rất tốt. Chính vì vậy mà nữ tuổi Thân luôn biết mình muốn gì. Mặc dù là người có tài năng, nhưng sau khi được gả vào gia đình giàu có, nữ tuổi Thân vẫn có thể chăm chút cho chồng con, biết cân bằng giữa công việc của bản thân và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Vì vậy mà nữ tuổi Thân ngồi vững ở vị trí con dâu nhà hào môn. Thứ ba là nữ tuổi Tỵ. Nữ tuổi Tỵ có phúc khí trường thọ, phúc khí tốt, thông minh đáng yêu. Họ luôn là người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Sau khi kết hôn, họ có thể giúp chồng gánh vác trách nhiệm nặng nề trong gia đình, mang lại phúc khí trường thọ. Với gia đình chồng, nữ tuổi Tỵ là người đoan chính, mặc dù không có tài kinh doanh, nhưng họ cũng là trợ thủ đắc lực cho chồng, tạo ra phú quý, may mắn, chất lượng cuộc sống tăng vọt. Thứ tư là nữ tuổi Tuất. Nữ tuổi Tuất vốn trung thành với bản thân, họ luôn hết mình với công việc, luôn suy nghĩ chín chắn và có tinh thần trách nhiệm. Có đôi lúc họ tỏ ra thờ ơ, nhưng thực tế họ là người rất tốt bụng và dịu dàng. Trong tình yêu, nữ tuổi Tuất là người trung thành, có thể hỗ trợ đầy đủ cho nửa kia. Nữ tuổi Tuất luôn mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, trở thành bà vợ giàu có. Thứ năm là nữ tuổi Mão. Nữ tuổi Mão vốn có tính tình hiền lành, dễ mến. Họ có ngoại hình nổi bật, xinh đẹp nên dễ khơi dậy mong muốn được che chở của đàn ông. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mão rất đặc biệt trong tình yêu và biết nhường nhịn nên đàn ông thích kết giao với họ. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Mão không chỉ có được tình yêu của chồng mà còn nhận được sự hậu thuẫn đắc lực từ khối tài sản của chồng. Có thể nói, cô là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có. Trên đây là những chia sẻ được tổng hợp từ các chuyên gia tử vi phong thủy về 5 con giáp nữ có số giàu sang, dễ lấy chồng đại gia. Với những chi tiết trên về luận giải tử vi phong thủy, hy vọng sẽ giúp được các bạn biết thêm chi tiết về mức độ xung hợp trong phong thủy nhằm đem lại những điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc sống vợ chồng bạn. Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.